mà lòng yêu quý, bằng làm ăn xa nhà nên có dịp về thăm. Nay ba yêu tội già có dập nhận ra mình chưa làm tròn nghĩa đau. Đàn con đang nhiêu nhúc ở trong nhà. Tôi lên năm lên ba con có biết đâu là con chỉ lo ăn cho nó cái bụng. Về có mấy ba cào đây không, ba tôi lớp da mà thầm con còn sót lại. Suốt canh trường ba có chợt mặt đau, con máu gạo tiền đã bào mòn thân xác. Giờ con đã thành công có cuộc sống lắm lắm. Thì trời ơi ba của tôi mắt mờ tay, bát cơm bán nửa giờ còn bỏ ngỏ chén nước chung trà còn nơi đồ ba. Bộn bề công việc về bấm ba trong tôi say chiều, bao năm nay ba viết lá cuối mùa, một làn gió nhẹ làm lá kia rơi rụng. Cần tiền hay món ngon vật là, mà ba chỉ cần chúng con về bên ba trong những phút giây này. Chúng con nay đã thôi cũng đã lớn, nó có vợ rồi và được dạy đứa con. Dê ai dê ba nay cũng đủ ăn, cháu con sống dậy mọi người đều hạnh phúc. Nhìn ba mà con tuôn trào một đời gian truân, giờ con được gì?
rụng rơi giữa chân. Giờ con ngồi con khóc thương ba, giờ yêu trong